lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống bà con chúng ta có thể thấy ở trên màn hình đây là kết quả của bà con nông dân chúng ta sau một thời gian làm bông làm trái đây cái vườn ở miền tây nha bà con nha và mình có để ở bên góc phải màn hình cái bộ ba dưỡng bông ngăn ngừa sơ đen và giúp lớn trái nữa bà con chúng ta có thể thấy ở trên góc trái màn hình và các thông tin cụ thể nằm ở trên màn hình bà con chúng ta có thể kết nối với Willow Farm để mà được tư vấn cặn kẽ hơn à, vâng sau một cái thời gian làm bông làm trái để bán vào tháng 12 tháng 1 và tháng 2 âm lịch nha bà con thì nhiều bà con chúng ta có thể dùng cái từ là tháng chạp tháng giêng và tháng 2 đó, tính theo âm lịch thì thông thường với kinh nghiệm nhiều năm của Willow Farm thì làm bông làm trái bán vào những cái thời điểm mà giá mình vừa nhắc như vậy đó giá rất là cao bà con chúng ta cũng lưu ý thêm cây trong cái giai đoạn mà mang trái mà sắp sổ nhị và đang sổ nhị thế này thì bà con chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên phun cái bộ già lá và hãm đọt để cho cái lá của chúng ta nó già và đọt chúng ta nó đứng nó đi chậm lại để tập trung hỗ trợ vào nuôi cái trái của chúng ta ở dưới đất thì chúng ta sẽ tưới cái xô siêu nuôi trái ở cuối cái video thì mình có để cho bà con chúng ta còn bây giờ thì bà con chúng ta có thể xem qua vườn là tạo giếng trời cắt đọt hết à, những cái đọt mà à, xưa để lên bây giờ cái vườn nó cũng xum xê trở lại rồi sau khoảng một tháng trời là bà con chúng ta thấy rằng là đọt nó phóng mạnh trở lại rồi đó, đây là cái kết quả mà willow farm thực hiện cho nhà vườn à, hướng dẫn cho nhà vườn còn nhà vườn thì thực hiện đó bà con à, nguyên cái dàn lá bên ngoài nó cũng đã đứng lại à, chúng ta thả nó đi chậm lại bà con à, mới phun cái già lá và chặn đọt để nó hãm cái đầu đọt lại hôm nay mình cũng tư vấn cho bà con chúng ta thêm về cái vai trò của siêu canxibor sinh học mà bà con chúng ta hay thấy trên cái bộ ba của mình đó là cái bộ ba là siêu canxibor sinh học siêu giáp và kim đăng phú thì mình sẽ từ từ nói về cái sản phẩm cho bà con chúng ta nắm ha à, cái cổ bông của willow farm làm là cổ bông dài trái nó sẽ dài đòn và nó sẽ nặng ký à, quan trọng à, trái chúng ta sau này nó lớn nữa là chúng ta thúc bằng cái xô nuôi trái mít à, hoặc là cái xô siêu nuôi trái cái xô siêu nuôi trái 10 kg nữa bà con chúng ta có thể coi ở cuối màn hình hôm nay mình nói rõ hơn chút xíu cái vai trò của siêu canxi bo sinh học ở giai đoạn này nó quan trọng như thế nào à, canxi và boron là hai cái nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu nó đóng vai trò quan trọng trong cái quá trình mà sinh trưởng và cả sự phát triển của cây trồng đặc biệt trong cái giai đoạn mà nuôi bông nuôi trái mặc dù á, là chúng chỉ cần một số lượng nhỏ nhưng cái sự thiết thiết yếu của nó và nếu như để thiếu hụt á, thì cái nguyên tố này sẽ gây ra những cái rối loạn sinh lý và ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của nông sản và vai trò của canxi làm cái thành phần cấu trúc chính của cái vách tế bào giúp tăng cường cái độ cứng và độ bền cho tế bào ngoài ra còn tham gia vào cái quá trình là sinh lý của cây như điều hòa sự thẩm thấu của màng tế bào này rồi họ khó enzyme này rồi trung hòa độc tố và cải thiện cả cái cấu trúc của đất nếu mà chúng ta cung cấp vào đất chúng ta cung cấp vào bông thì nó sẽ sản sinh tế bào còn nếu như mà thiếu hụt canxi thì cây chúng ta nó sẽ xảy ra những cái triệu chứng là cái bộ cái bộ phận non của lá như lá non, chồi non hoặc là trái non nó sẽ bị biến dạng mốt méo là đặc biệt là đọt ha vậy trong cái giai đoạn này chúng ta cung cấp canxi để làm gì để cứng cáp cái thành tế bào và cái vi khuẩn mà gây sương đen nó cũng không xâm nhập vào nha bà con nha. À và ở giai đoạn này là mình cho cung cấp canxi đó. Rồi chúng ta sẽ nói thêm cái bo nha bà con. À cái việc boron nó đóng vai trò quan trọng trong cái quá trình là tổng hợp cái protein và tham gia vào cái quá trình tổng hợp protein đặc biệt là các protein liên quan đến đến thành của tế bào và nó giúp cho phân chia tế bào. À, boron nó cần thiết trong cái quá trình phân chia tế bào đặc biệt là ở các cái mô, mô phân sinh và vận chuyển đường à, bo nó giúp vận chuyển đường từ lá đến các cái bộ phận của cây và đặc biệt là vào ở trong trái đó và thụ phấn và đậu trái cái này rất là quan trọng đó bo nó cần thiết cho sự phát triển của ống phấn và sự thụ tinh à, thiếu hụt bo thì khi mà cây trồng nó thiếu bo thì các cái triệu chứng thường xuất hiện là cái đỉnh sinh trưởng hay chồi hay ngọn hay là bông hay trái à, nó thường bị à, biến dạng và nó không có à, tập hợp được cái dinh dưỡng cũng như rằng là nó phát triển cái hạt phấn làm cho cái hạt phấn của chúng ta dễ bị à, bị rụng và à, dễ bị không thụ phấn đều đó, bo và canxi là hai nguyên tố mà dinh dưỡng thiết yếu đóng vai trò cực kỳ quan trọng À, bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là cái siêu giáp phụ lút thì nó có hàm lượng kiểm và trong đó nó có thêm cái vi lượng thì giúp cho cái cây cái trái của chúng ta nó không có à, bị gọi là bệnh à, bà con chúng ta có thể thấy nhiều bà con hỏi mình sao nó ốp như vậy này bà con đã nói, nó bị 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 mốt chỗ này này lào xưa hai trái chúng ta nó trùm vô trong chấm bông là nó bị mớp đà cái này không có liên quan đến bo à, không có liên quan đến canxi à, cái này là trong cái giai đoạn mà cái bông của chúng ta nó ốp vô bên trong là nó bị mớp vậy nhiều bà con chúng ta hay thấy cái trái mít mình là nó bị tình trạng này nhưng đặc biệt là làm theo phương pháp của Willow farm thì ít cái chuyện này xảy ra nha bà con nha à, khi mà nó đưa ra bên ngoài thì nó sẽ à, làm cho cái trái mít chúng ta dài cái đòn và trái mít chúng ta rất là ít bị mớp méo nếu mà con chúng ta cung cấp cái dinh dưỡng là à, canxi bo à, và À, siêu giáp fluid là để ngăn ngừa nấm bệnh tấn công tại vì nó có hàm lượng kẽm cao và cộng với cái phụ da của nó để ngăn ngừa cái xe đen luôn đó vậy trái mít của chúng ta nó tròn nó đều hay không là nhờ cái siêu canxi bo ngay từ giai đoạn ban đầu à, trái mít của chúng ta nó không có bị xe đen á thì ngay từ cái giai đoạn mà bông và đến hình thành như thế này là chúng ta à, cung cấp cái siêu giáp fluid đặc biệt là trong cái giai đoạn mùa mưa thì siêu đen rất là nhiều thì bà con chúng ta cũng lưu ý có nhiều nhà vườn á là pha cái hỗn hợp này là bà con phun trực tiếp vào bông thôi không cần phải phun qua bên cái cành hoặc là phun vào lá và chúng ta có thể thấy thêm cái chai kim đơn phú đó là sự kết hợp giữa amino sinh học nè, sự kết hợp giữa amino sinh học cộng với fluvit và cộng với vi lượng thì chúng ta sẽ có cái bộ ba này và chúng ta pha cho 400 lít nước chúng ta phun trực tiếp vào trong bông thôi thì nó sẽ giúp nuôi bông và nuôi trái của chúng ta nó hoàn thiện à, cái trái mít của chúng ta mà nó tròn đều hay không là cái giai đoạn này là chúng ta cung cấp cái canxi và bo để nó thụ phấn đều à, cái kim đơn phú thì nó sẽ cung cấp phu và amino và cộng với vi lượng giúp cho trái mít chúng ta sáng trái cũng như là trái mít chúng ta nó xanh à có nhiều bà con chúng ta cũng coi trong video thấy à cái cuốn nó xanh thì có sao không Thực ra thì cuốn xanh như cuốn vàng đối với mít ruột đỏ thì không có sao bình thường nha bà con hồi xưa giờ chúng ta trồng mít thái chúng ta thấy ở cuốn xanh chúng ta sợ nhưng chúng ta cung cấp đủ cái dinh dưỡng cho nó thì cái việc xanh hay vàng nó không có quan trọng chúng ta làm sao làm cho trái mít chúng ta lớn tròn đều là ok như cái cây này thì bà con chúng ta để để chừng 3 trái, bớt 4 trái dinh dưỡng chúng ta để đầy đủ là ok nhưng mà con trái nó vẫn lớn bình thường hết à, đặc biệt là chúng ta có thể xem ở trên màn hình, các cái mẫu ong, mẫu trái của Willow Farm làm là lá đài nó to cuốn nó dài và lá đài nó to thì chính cái lá đài nó sẽ làm cái nơi hấp thụ cái dinh dưỡng cũng như là À, đưa vào ở bên trong cho nó nuôi trái nên bà con chúng ta hay thấy rằng là Willow Farm hãy hướng dẫn bà con chúng ta bao trái là nên bao cái trái không không có bao cái lá đài ha. Ở à, trong cái giai đoạn này bà con chúng ta có thể phun à, thuốc sâu rầy, à, đặc biệt là Willow Farm có cái dòng là rồng đỏ nữa à, tiêu diệt sâu rầy à, để mà hỗ trợ cho à, trái mít chúng ta không có bị sâu rầy sau khi nó hoàn thành cái giai đoạn thụ phấn thì chúng ta sẽ bao lại. À, mình nói thêm về cái à, sơ đen thì một số bà con chúng ta cũng hoang mang trong cái giai đoạn mà làm bông làm trái đặc biệt là trong thời điểm mà mình làm cái video này lâu lâu nó mới có ngày nắng đẹp toàn bộ là nó mưa dầm mưa về thì bà về mưa là cái môi trường rất là thuận lợi cho nấm khuẩn nó tấn công À, đặc biệt là cái vi khuẩn mà gây ra xe đen thì bà con chúng ta phun cái siêu giáp định kỳ cộng với siêu canxi bo cộng với kim đăng phúc nữa thì quá là tuyệt vời à, chúng ta sẽ bảo vệ cái trái của chúng ta nó hoàn thành ở dưới đất thì chúng ta sẽ tưới cái bộ xô một là xô nuôi trái mít hai là bà con chúng ta có thể mua cái xô 10 kg siêu nuôi trái chúng ta tưới để chúng ta nuôi à, nuôi cây nuôi trái toàn bộ trước khi làm bông là các cái vườn này là đều cắt đọt và tạo giếng trời hết cho nên bà con chúng ta hay thấy á, là các cái vườn của mình sao cái nhánh nó cứ nó chĩa chĩa ra hai bên mà nó không có cái nhánh đọt đi thẳng là mục đích của chúng ta là tạo giếng trời để cho nắng nó rọi vào và cây chúng ta nó quang hợp tốt nó có ánh nắng và sâu bệnh nấm hại nó cũng không có phát triển và con chúng ta có thể coi lại tất cả những cái bông cái trái của Willow Farm lọt ra như thế này là xuống trái cuốn dài trái đi bình thường nha bà con cho nên bà con chúng ta làm bông làm trái đối với cái mít ruột đỏ bà con chúng ta đừng có sợ ở cái cuốn nó dài từ khi mà nó dài quá một găng tay hai găng tay thì bà con chúng ta bấm bỏ thôi còn bình thường thì bà con chúng ta thấy trên video tất cả những cái trái nó xuống trái đều hết đều bon hết làm theo phương pháp của Willow Farm thì không có sử dụng hóa chất không có sử dụng cái chất hóa học nên để cây chúng ta nó khỏe à, còn chúng ta nhìn ở bên ngoài gần như là tưởng tượng cây này còn sinh trưởng ha à, sau khi mà ra bông rồi thì mình thả cho đọt nó đi từ từ đó bà con chúng ta có thể quan sát một lần nữa trên tất cả những cái cây đều là ra bông đồng loạt hết à, và cái vườn rất là đẹp cái này là mình thấy rằng là không còn phải chê nữa rồi <laughs> thiệt luôn à, mình bản thân mình cũng làm vườn bản thân mình cũng chăm sóc vườn và à, nhiều khi mình thấy ghen tị với nhà vườn luôn đó bà con trời ơi vườn cây nào nó cũng ra bông hết và đặc biệt là nằm ở những cái vị trí mà gọi là chiến lược không để mình đi toàn cái vườn để quay review cho bà con chúng ta gần như là không sót cái nào những cái chùm bông như thế này nó vẫn sổ bông sổ trái bình thường nha bà con nha không có sao hết cái quan trọng của chúng ta sổ bông ra là khi mà nó chỉ cần nhú, nhú những cái mầm ra thôi là mình có lăn vào kali cộng với hóc môn thì nó sẽ thành bông hết. Bà con chúng ta có thể thấy đây là nói có sách, mắt có chứng để bà con chúng ta có thể nhìn thấy. Mình cũng hy vọng rằng là trong cái video này à, truyền tải cho bà con chúng ta một chút về cái kinh nghiệm để chúng ta mà xử lý khi mà chúng ta thấy bông trái nó ra rồi, à, đặc biệt là sơ đen hay không là cái giai đoạn mà nó nhú cái bông ra và sổ nhị rất là quan trọng nha bà con à, nếu như gặp mưa dầm mưa về thì bà con chúng ta rút ngắn cái thời gian chúng ta phun nha chúng ta quản lý cái trái cho nó đẹp cái việc mà chúng ta quản lý trái chúng ta quan sát cây là kinh nghiệm của bà con À, bà con chúng ta à, thấy nó hợp lý à, thấy dễ à, để những cái vị trí phù hợp những cái bông mà ngon lành thì bà con chúng ta để bông mà mốt mốt, méo méo thì bà con chúng ta có thể loại bỏ trời còn quá trời quá đắt luôn à, một cây như thế này thì bà con cũng hay hỏi mình cây này để bao nhiêu trái à, thực ra là tất cả các cái vườn của Willow Farm làm á đều để bốn trái năm trái là bình thường cái quan trọng là chúng ta thúc cái dinh dưỡng cho nó ăn nhiều Đấy, ví dụ như chúng ta để năm trái thì chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng nó đều hơn một chút xíu nha bà con nha thì cái việc mà làm bông làm trái nó quan trọng ở một cái mức nữa là chúng ta nên cắt đọt tạo giếng trời Nghe bà con chúng ta thấy rằng toàn bộ những cái trái những cái bông đều mặc ở mọc ở những cái cành xà ngang hết nó không có mọc cao ở trên đọt thôi à, cái tính chất của cái mít ruột đỏ bà con chúng ta thấy đặc biệt là dòng tơ nữa nó hay mọc những cái trái ở bên cành xà ngang kiểu như những cái mắt lá mắt lá bà con chúng ta thấy những cái đốt mà đốt tre hay đốt mía đó thì bà con cũng ra để ý đi nó có những cái đốt 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 như vậy đó thì nó sẽ ra bông ở những cái vị trí mà ngay cho cái đốt Nào, bà con chúng ta dặn lá này À, dàn lá thì bà con thấy thả nó đi nhưng mà cái này là bà con chúng ta cũng không nghĩ y nha chúng ta lâu lâu chúng ta rà cái bộ mà già lá với chặn đọt lại cho nó đứng cái đọt lại càng càng ngon nha đứng như thế này thì quá ok luôn tất nhiên ở trong cái vườn của mình ví dụ như mà ngàn mấy trăm cây thì không thể nào mà cây nào nó đều như cây nào được có cây nó đi đọt mạnh có cây nó đi đọt là chậm lại thì chúng ta khống chế nó à, đừng có để mà cây chúng ta mà nó đi đọt như tàu lá chuối vậy đó, nó đi xanh quá thì cái cây chúng ta nó rất là dễ bị giật trái nha còn cái việc cắt đọt thì trong cái giai đoạn mà đang mang trái đang xuống trái như thế này thì bà con chúng ta cũng không nên cắt đọt bà con chúng ta chỉ cắt đọt ở giai đoạn trước khi làm bông trong cái giai đoạn mà đang làm bông mà bà con chúng ta chưa cắt đọt thì có thể ứng dụng cắt đọt được chúng ta cắt đọt để làm gì để tập trung cái dinh dưỡng nó nuôi bông và nó nuôi trái à, chúng ta không để đọt quá cao thứ nhất à, thứ hai là À, gió nó dễ lùa dễ ngã bà con chúng ta cũng lưu ý này à, có một số cây chỗ vườn á không kịp cắt đọt thì cái tỷ lệ ra bông nó yếu hơn so với những cái cây cắt đọt cái này là kinh nghiệm nhiều nhà vườn cũng đã nhìn thấy à, có những cái cây mà cắt đọt mạnh á, thì nó sẽ xuống trái cực kỳ nhanh à, nó xuống bông rất là nhanh còn việc là bông dài thì bà con chúng ta đừng có sợ nha, thấy bông dài bà con cũng nghĩ là phướng không? Cái việc bông phướng hay không phướng á là cái việc chúng ta ủ được lăng cao ở trong ngay chỗ cái cành của nó, ngay chỗ cái vị trí của nó khi mà chúng ta phun già lá chặn đọt tất cả các cái kiểu ở bên ngoài. Thì cái phương pháp làm của Willow Farm á là có cái xô lăng À, chúng ta dằn lăn ở dưới à, chúng ta dằn lăn ở dưới xong rồi ở trên đó à, chúng ta sẽ phun một cử là khó lá à, một kg à, cộng với 3 kg thần bông cộng với một kg già lá rất nhanh cộng với một lít thiên hương nano xanh dùng cho 300 lít nước chúng ta phun trực tiếp ở trong thân trong lá trong cành gọi là tấm cây luôn thì chúng ta sẽ quan sát cái cây chúng ta nó khựng cái lá nó xanh lại một chút xíu có nghĩa là chúng ta sẽ phun cái cử hai à, cử hai của mình thì mình sẽ cho phun lạ một kg già lá nhanh cộng với một chai thiên hương nano xanh chặn đọt cộng với hai kg thần bông cũng 300 lít nước tắm toàn cây thì khi đó thì cây chúng ta sẽ bắt đầu là nó chuyển nó chuyển từ cái giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn sinh sản và con chúng ta cũng nhớ cắt đọt nha cái việc cắt đọt nó rất là quan trọng đối với một số cây tơ chúng ta làm bông làm trái đối với cái vườn rậm rạp để tạo cái ánh nắng vào tại cây mít của chúng ta ruột đỏ này là nó mang nó ăn trái ở cành sàn ngang nên chúng ta tạo cho nó một cái ánh sáng để nó lọt vào bên trong thì cây chúng ta rất là dễ ra bông ra trái làm theo phương pháp của Willow Farm thì bà con chúng ta cũng yên tâm là nó sẽ không ảnh hưởng cây si cây nhiều tại vì nó làm theo cái phương pháp dinh dưỡng hữu cơ ha, bà con chúng ta cũng lưu ý mình không có áp dụng hóa học nên cái mẫu bông mẫu trái của mình nó dài nha bà con chúng ta coi video này để bà con chúng ta nắm à, tất cả các quy trình của Willow Farm làm theo cái mẫu trái dài à, cây không có bị suy si, như chúng ta nhìn thấy cây nó rất là ok luôn bà mình cũng nói luôn với bà con chúng ta là cái phương pháp làm hữu cơ thì cái chi phí mà chúng ta làm bông làm trái chi phí nó sẽ cao hơn một chút xíu so với hóa học bà con làm hóa học phải đơn giản thôi phun nó đứng thôi không có gì hết phun dễ lắm hóa học thì nó tác động phát là nhưng cái phương pháp của willow farm là thứ nhất là cắt cỏ cái thứ hai là hạ mực nước cái thứ ba là cắt đọt còn bây giờ ở trên màn hình thì bà con chúng ta cũng có thể thấy đó là cái một cái xô à, nuôi siêu nuôi trái 10 kg bà con chúng ta pha cho à, em là 4.000 lít nước thì 7 ngày bà con tưới một lần ở trong cái giai đoạn này để thúc cho nuôi cái trái nó to nó tròn và nó bự ra Nà, cái trái này nó rất là mạnh nhanh lớn nó thật với bà con luôn rất là nhanh lớn chúng ta cố gắng là tuyển từng sớm nha ở nhà vườn này nhát tay á bà con à, nhà vườn này nhát tay nên là tuyển trái cũng chưa chưa dám tiễn thì bà con chúng ta cứ canh cái lá nó bên ngoài nó già hết rồi bà con chúng ta tiễn nha bà con chúng ta loại bỏ bớt những cái trái mà chúng ta thấy ở những cái vị trí không mong muốn và những cái trái chúng ta thấy là nó mốt méo đó bà con chúng ta thấy bông nó dài nè bà con trái nó xuống trái là bình thường nha bà con không có vấn đề gì hết Đây. cái vườn nào mà cắt đọt Như trong cái vườn này á lại có những cái cây cắt đọt có những cây anh làm không kịp luôn thực ra rất là nhiều một mình anh chủ vườn này anh bao nguyên trọn luôn có cây nào cắt đọt trái ra rất là nhiều và nó tạo được cái cái giếng trời và bà con chúng ta cũng biết rằng là khi mà đang mang trái chúng ta không thể nào cắt đọt được và nếu như mang trái mà gặp gió là đổ ngã và thứ hai nữa là cây chúng ta rất là dễ bị sượng trái nếu như mà bị gió bị đổ bị ngã bị rung bị lắc bà con chúng ta thấy này cuốn đi dài không À, còn những cái bà con chúng ta thắc mắc ở cái cuốn xanh hay là cái cuốn vàng thì thực ra là đối với cái việc mà chúng ta cuốn xanh hay cuốn vàng không có quan trọng còn trái này nó bị sâu rồi bà con thì mình lắc mình bỏ ha trái này nó bị sâu rồi bị cắn bị đen rồi đó nên là mình lắc mình bỏ trái này có khả năng bị sợi đen nữa đây bà con chúng ta cũng lưu ý nói về sợi đen thì chúng ta sẽ phòng nha À, chúng ta không thể trị được đâu, chúng ta phòng ngay cái giai đoạn mà ban đầu khi mà nó nhú bông ra đến giai đoạn này chúng ta cũng à, cũng phòng nha bà con. Sau đó chúng ta tiễn trái một cái video mà thực tế nhất để cho bà con chúng ta có thể nắm. Sáng hôm nay là quay từng cây luôn, một ngàn mấy trăm cây thì quay hết cho bà con không biết đi nổi không nhưng mà cố gắng làm cái video mười mấy phút, hai chục phút cho bà con chúng ta xem là mình đi từng chi tiết từng clip hết để bà con chúng ta nắm à, xưa giờ cái vườn này mà chịu khó cắt thêm phần đọt nữa thấp xuống chút thì càng ngon à, để hơi cao đó à, còn cái xô nuôi trái mít thì bà con chúng ta có thể thấy trong cái giai đoạn mà à, xuống bông là bà con chúng ta có thể tưới được rồi đó bà con à, nếu bà con chúng ta kỹ hơn thì có thể À, tới trước non chút cũng không sao hết à, đường nào nó vừa vào nó nuôi bông nuôi trái thì mình cũng có thêm một cái kỹ thuật là để hướng dẫn vừa tỉa tỉa banh luôn bà con hướng dẫn cho bà con chúng ta cái cách mà chúng ta làm bông vụ trồng vụ có nghĩa là một năm á bà con chúng ta thấy rằng là có hai cái 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 mùa mà chúng ta canh vào thời điểm mà tháng nghịch vụ những cái thời điểm tháng giá cao thì cái mít chúng ta từ lúc ra bông đến lúc mà nó bán á à đến lúc chúng ta bán được á nó mất gần 5 tháng mấy, 5 tháng rưỡi, 5 tháng à thậm chí rằng là mưa kéo dài hay là ẩm độ cao thì nó có thể kéo dài hơn, à, có thể 6 tháng thì vậy thì có nhiều bà con chúng ta làm á là à 2 năm 3 vụ nhưng đối với Willow Farm đối với mình thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con làm là năm á à, lộn 1 năm 2 vụ luôn, 1 năm 2 vụ là 2 năm 4 vụ, cái là đang còn khoảng một tuần 10 10 bữa nữa cắt trái thì mình sẽ cho phun phun thuốc già đọt chặn đọt và ủ mầm bông luôn tại vì thực ra là trong cái giai đoạn mang trái á, mình phun cái thuốc của mình nó không có ảnh hưởng gì hết nó chỉ già đọt đứng đọt trở lại thôi đây bà con chúng ta thấy này toàn bộ là mẫu bông dài và trái nó dài đòn hết Thế nên là những anh em nào làm bông làm trái theo phương pháp Willow Farm chúng ta cứ bình tĩnh chúng ta chờ ha à, lá quên hoài nó già chát rồi cái này chừng khoảng cỡ tuần nữa thôi là nó vẫn mở lá nó phóng đọt ra ầm ầm à. nên là cái vấn đề bộ lá đừng có sợ thiếu lá nó không có thiếu được đâu à, còn à, làm cái phương pháp nào bà con chúng ta thấy hợp lý thì làm thôi ở trên màn hình thì bà con chúng ta thấy cái xô à, siêu nuôi trái thì mình cũng để cho bà con chúng ta à, để mà bà con chúng ta có cái sản phẩm à, bà con chúng ta có thể liên lạc về willow farm à, khi mà bà con chúng ta cần về tư vấn nuôi trái cho trái bự à, chúng ta à, nuôi bông cho bông nó À, nó mập nó sáng bông hai à, cái việc của chúng ta là bây giờ à, chúng ta nuôi bông nuôi trái còn cắt đọt thì bà con chúng ta có thể coi nhiều cái video khác thì mình cũng có đã, đã, đã hướng dẫn cho bà con chúng ta về cắt đọt về à, hạ tàn à, vì việc cắt đọt nó sẽ không tập trung dinh dưỡng nuôi đọt mà nó sẽ nuôi vào bông và trái chất lượng hơn thì cái cây chúng ta cũng biết rằng là nó sẽ đi theo cái dinh dưỡng là lên phóng lên đọt trước rồi nó mới đưa xuống nó nuôi những cái cành sàn ngang những cái trái những cái bông mình ngang thế vậy dạy gì mà chúng ta không cắt đọt đây để hãm bớt ha coi những cái cây bà con chúng ta có thể thấy gần như là vườn này ra một phần bông cái việc bông nhiều hay bông ít nó cũng không có làm vấn đề chúng ta thấy đủ là được rồi bà con chủ vườn này thật ra là không phải là là anh anh để nhiều vậy đâu mà anh làm không có kịp Đó là anh làm không có kịp mà nhiều khi cái việc tuyển bông lửa bông U chắc có hai cái trứng 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 chim luôn rồi bà con cái việc mà tiễn bông tiễn trái á, nhiều khi bà con chúng ta nhát tay bà con chúng ta cũng có chưa có cái cảm nhận là chúng ta phải làm sao. Nên là nhiều nhà vườn còn ngại phải tiễn trái không biết trái nào đẹp, không biết trái nào xấu nên nó để lung tung luôn làm lần đầu mà. Làm lần thứ hai thì chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm thôi bà con. Một cái video chia sẻ bà con thiệt dài, cố gắng là chi tiết nhất để nói chuyện với bà con chúng ta mong muốn rằng là bà con chúng ta cũng thành công nha bà con bà con thành công thì mình đã quá thành công rồi bà con chúng ta tất tái bà con chúng ta thấy này có một vài trái nó bị mốt cái chỗ này này bà con cái mốt đó không có không quan trọng mà chúng ta thấy nhiều chúng ta bỏ đi và cái tỷ lệ mốt này nó ít lắm cái mít ruột đỏ này nó ôm cái bông nó dính vô với nhau nó dễ bị mốt là cái mũi giáo nó chọt vô còn cái bông dài của chúng ta nó sẽ không có cái hình hình ảnh mà mốt méo nhiều đâu cái la đà chúng ta thấy rất là to nha bà con rồi, bà con chúng ta có thể theo dõi Willow Farm ở những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì mình cũng trân trọng cuối chào. Cảm ơn bà con rất là nhiều đã theo dõi video à, trong một cái thời gian khá là dài. Hơn chắc cũng hai 20 phút, hơn hai mấy phút rồi. Bây giờ thì bye bye bà con. Bà con nhớ đăng ký kênh và follow. Bye bye bà con. Chúc bà con chúng ta sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hãy theo dõi những video tiếp theo của Willow Farm. Trân trọng kính chào và kính chào bà con. Bye bye.